Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng. Và tượng hôm nay của mình sẽ có từ sâu lava. À lava hay lava không biết. Bây giờ mình bắt đầu nha mọi người. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ tô tượng nha. Tượng hôm nay của mình sẽ có từ sâu vàng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn quay làm tô tượng. Và tượng hôm nay của mình sẽ tô tượng hôm nay của mình sẽ có từ con sâu. Bây giờ mình sẽ tô nha mọi người. Đối với các cái con này á, là mình sẽ tô màu vàng, cho nên là mình sẽ pha nước màu vàng thật là nhiều. Đông thủy ngạn, tây núi cao, ta hiểu thấu nhân sinh này ẩn hoán luân hồi. Kiếp người đa đan, giờ mình tô màu vàng nhé mọi người ơi. Biết vừa nói đã tô cho ăn xong 30 phút rồi. Để tô nhanh nhất có thể. Bây giờ mình sẽ đi vào tô màu đấy các bạn. Thank you.
và các trường sẽ đặt 3 đơn vị. Ok, con này mắt nó màu gì ấy nhỉ? Đó. Mắt nó mà trống trong 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 của nó màu đen à? Đúng rồi. Như vậy là mình đã A với xong rồi các bạn. Mọi người bây giờ mình sẽ tô miệng nha, tô miệng của quát sâu nha. Có ai đã dự kiến ngày 12 tháng 10 nó mới ra đến. Cái gì đến phụ dỗ? Mấy mươi mấy cái bàn tay nghe của em. Một con chưa ra và một con đã ra. Biết cái gì đi sao? Mọi người ơi, đây là mình tô xong phần màu vàng của con sâu rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi, màu vàng của con sâu mình đã tô xong. Video của mình đến đây thôi là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây là đây là con sâu của mình đã tô xong phần màu vàng nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Em vẫn trong tim. Mm-hmm.